chiếu thư năm xưa, hoàng thượng lập tần thiếp làm hoàng hậu. Hoàng thượng vẫn nhớ không? Tu nghi phong tấn Ô Lạp Na Lạp Thị, cao sang quyền quý, xuất thân danh môn, tấm lòng ôn huệ, gương sáng đáng khen, lục hành hội đủ, tục đức muôn đời, phù hợp mẫu nghi thiên hạ, từng phụng tự mệnh của hoàng thái hậu, tuyên đọc sách phong, lập nạc lạp hoàng hậu, khâm thưởng. Cố trẫm trung cung, hư quyền dĩ cửu, hoàng quý phi Ô Lạp Na Lạp Thị, tú dục danh môn, tường chung thế đức, tảo tòng tiền đệ, khắc nhà nội tắc, thiên tư ngưỡng thừa, hoàng thái hậu từ dụ, dĩ kim sách kim bảo, lập nhĩ di hoàng hậu. Thượng thiếp khấu tạ hoàng thượng long ân.